Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Trong chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Đảng bộ xã Pu Nhung bước tiến mới một nhiệm kỳ. Cây mắc ca trên đất Tuần Giáo. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2015-2020 đảng bộ xã phú nhung huyện tuần giáo đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra kinh tế xã hội và đời sống nhân dân có sự phát triển đổi thay toàn diện đó là hiệu quả từ những nghị quyết sát đúng cũng là minh chứng cho cách làm phù hợp của đảng bộ chính quyền và sự nỗ lực đoàn kết của nhân dân xã phú nhung trong nhiệm kỳ qua Xã Phú Nhung, huyện Tuần Giáo hiện có 8 bản, gần 800 hộ trên 3.700 nhân khẩu với 3 dân tộc, Mông, Phủ Lá, Kinh cùng chung sống. Địa bàn xã tương đối rộng, dân cư phân tán, kết cấu hạ tầng kinh tế dù đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng với yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Giao thông đi lại giữa các bản trong xã còn nhiều khó khăn, cơ cấu kinh tế không đồng đều, thời tiết khí hậu diễn biến thất thường, thiên tai, mưa lũ dịch bệnh thường xuyên xảy ra ảnh hưởng đến sản xuất nuôi trồng và đời sống của nhân dân, đặc biệt là tình trạng thiếu nước sinh hoạt sản xuất kéo dài nhiều năm qua. Đứng trước khó khăn đó, Đảng bộ xã đã tập trung vào công tác xây dựng Đảng, tạo nền móng vững chắc cho cơ sở. Đảng ủy xây dựng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đảng ủy xã đã xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy theo hướng phân công rõ nhiệm vụ của từng cấp ủy viên theo từng lĩnh vực, công tác cụ thể, phụ trách địa bàn và thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, từ đó phát huy được vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Đảng ủy xã đã chú trọng bám sát cơ sở, nắm rõ tình hình thực tế nguồn nhân lực tại các bản, đồng thời phân công cán bộ có kinh nghiệm thường xuyên giúp đỡ cơ sở đặc biệt là đối với những tri bộ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, tri bộ còn ít đảng viên, chưa thực sự đảm bảo tính bền vững. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng Bộ Xã đã kết nạp được 35 đảng viên mới, đảm bảo chất lượng, theo đúng quy định của điều lệ đảng. Xã không còn bản chưa có tri bộ. Đội ngũ đảng viên sâu sát cơ sở đã và đang phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong lao động sản xuất, hăng hái cùng toàn dân thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị ở địa phương để xây dựng đảm bảo trong sạch với mệnh thì xã đã đề ra một số giải pháp cái thứ nhất đó là làm tốt cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể đội ngũ cán bộ đảng viên không ngừng tuyên truyền học tập các cái nghị quyết chỉ thị của đảng để làm sao đội ngũ cán bộ đảng viên phải náng vững các chủ trương nghị quyết của đảng là tuyên truyền các cái chủ trương của đảng đặc biệt đấy trong đó là chỉ thị không năm học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để làm sao mà cuối à, năm ấy đảm bảo là đạt trồng sẻ vững mạnh. Với đặc thù là một xã thuần nông, hàng năm đảng bộ xã đã xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế với những chỉ tiêu giải pháp cụ thể sát với thực tế địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác định hướng quy hoạch sản xuất, hỗ trợ khoa học kỹ thuật cho người dân. Với 164 đảng viên ở 12 tri bộ là đội ngũ nòng cốt trong tuyên truyền hướng dẫn và vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, chủ trương phát triển kinh tế của địa phương. Bản thân tôi vẫn tư cách là một đảng viên ở tri bộ thì luôn luôn là cho hành tốt các cái chủ trương đầu tiên để làm gương cho là quần chúng rồi là sẵn sàng là đi đầu trong các cái hoạt động của bản cũng là trong tri bộ. Cấp ủy đảng chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân để mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất chăn nuôi, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc phối hợp với ngành chức năng huyện để triển khai nhiều chương trình dự án hỗ trợ sinh kế cho bà con nông dân, từ đó góp phần giúp thu nhập của người dân được nâng lên, đời sống dần được cải thiện. Đến nay, tổng sản lượng lương thực hàng năm được duy trì và tăng dần, có năm vượt kế hoạch đề ra, cơ bản đảm bảo lương thực trong nhân dân trên địa bàn xã. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực là 1377 ha trong đó cây có hạt 1.082 ha, tổng sản lượng lương thực đạt 4.795,6 tấn, tăng 72,8% so với năm 2015. Không chỉ vậy, từ năm 2016, người dân bắt đầu chuyển đổi cơ cấu sang trồng 45 ha dứa và 50 ha mía, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đáng kể thu nhập cho người dân. Mô hình trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả Ngoài ra, cấp ủy chính quyền xã, định hướng cho người dân thực hiện các mô hình trồng cây ăn quả theo chuỗi liên kết như trồng bưởi da xanh với diện tích 6,04 ha tại bản Trung Dình, Phiên Pi và Đề chê B, nhãn chín muộn với diện tích 2,03 ha tại bản Đề chê A và chua Lú, trồng xoài Đài Loan với diện tích 3,1 ha tại ba bản Đề chê A, chua Lú và Trung Dình. Các diện tích trên đều được các chủ hộ chăm sóc, bảo vệ và phát triển tốt. Đây có thể xem là hướng đi mới cho người dân phát triển kinh tế trong tương lai. Được đạm nhà nước um, quan tâm hỗ trợ giống cai suột, cây nhám. Hiện nay um, cây suột quả gia đình tôi đám được cho quả vàn phát trưởng tốt gia đình tôi cảm ơn đạo vàn nhà nước. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đội ngũ đảng viên đã tuyên truyền vận động người dân hiến 11.158,1 m2 đất để nâng cấp xây dựng 23,5 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí đầu tư là 33,21 tỷ đồng. Nhờ đó mà cùng với nhiều nguồn hỗ trợ khác, xã Pú Nhung đã đạt 11 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, tăng 7 tiêu chí so với năm 2015. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng Bộ xã Pú Nhung đã quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, triển khai nghiêm túc nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng đảng viên được đổi mới, hàng năm có trên 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ xã được huyện ủy tuần giáo đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, nhiệm kỳ 2020-2025 đòi hỏi toàn đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân sát Phú Nhung năng động sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ phấn đấu tổng giá trị trên địa bàn tăng 8 đến 10% trên năm, thu nhập bình quân đầu người 22 triệu đồng một người trên năm, mỗi năm giảm hộ nghèo từ 3 đến 4% trên năm, đến năm 2025 còn dưới 26,5% hộ nghèo, phấn đấu cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới với 16 trên 19 tiêu chí. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm trồng thí điểm tại các xã Quài Nưa, Quài Cang của huyện Tuần Giáo, một số diện tích cây mắc ca sẽ cho thu hoạch lứa quả đầu vào tháng 9, tháng 10 tới đây. Phát triển cây mắc ca được kỳ vọng giúp người dân có thêm việc làm, tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát huy tiềm năng của địa phương trong sản xuất nông lâm nghiệp. Là một trong những hồ dân được công ty cổ phần mắc ca Damia Điện biên liên kết trồng thử nghiệm mắc ca. Năm 2017, gia đình anh Lò Văn Phóng ở Bàn Cang, xã Quài Nưa đã góp đất với công ty Macca Damia Điện Biên với diện tích là 3 hecta, được cung cấp cây giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc ngay trên mảnh vườn của gia đình. Theo anh Phóng, khi mấy trồng thử nghiệm, anh đã rất băn khoăn về sự phù hợp của loài cây này. Tuy nhiên sau gần 3 năm trồng và chăm sóc, cây Macca đang sinh trưởng và phát triển tốt, hy vọng mở ra một hướng đi mới cho gia đình anh. Gia đình tôi thì cũng có 3.000 mét vuông góp cho công ty cây rất sinh trưởng tốt. Tôi mong để cây phát triển giá tốt đồng đều để cho có nguồn cho thu nhập cho gia đình. Gia đình anh Lò Văn Tỉnh cũng ở bàn cang xã Quải Nưa cho biết trên diện tích đất dốc bạc màu bị bỏ hoang nhiều năm. Năm 2017, gia đình anh quyết định góp 5 hecta đất với công ty cổ phần Macca Damia Điện Biên trồng thử nghiệm cây Macca. Sau khi trồng cây mắc ca, anh tỉnh thấy rất phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng, nên ngoài góp đất trồng mắc ca, vợ chồng anh tỉnh còn được công ty nhận vào làm công nhân. Công việc của vợ chồng anh hàng ngày là làm cỏ và bảo vệ diện tích mắc ca, với thu nhập trên 4 triệu đồng một người trên tháng. Gia đình tôi cũng có 5 HA góp vào đất cho công ty mắc ca, thì bản thân tôi tôi cũng có công ty được nhận vào làm công nhân. Tôi cũng mong sau này cây mắc ca sẽ sinh trưởng tốt và để thu nhập cho gia đình tôi và và con nhân dân trong bản. Hiện nay xã Quải Nưa có 47 hecta cây mắc ca sẽ cho thu hoạch thử nghiệm lứa quả đầu tiên trong tháng 9 này. Qua quá trình theo dõi đánh giá, tình hình sinh trưởng và phát triển cây mắc ca trên địa bàn huyện Tuần Giáo, có thể đánh giá cây mắc ca sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai trên địa bàn huyện, với khả năng chịu được sương muối, chịu hạn, ít sâu bệnh, có thể trồng xen kẽ để che bóng cho nhiều loại cây như cà phê, cây nông nghiệp ngắn ngày, tốc độ và khả năng sinh trưởng phát triển tương đối tốt. Đến nay diện tích cây macca trồng thử nghiệm ban đầu đã cho thu hoạch quả. Trong chuyến công tác tại huyện Tuần Giáo, đoàn công tác của Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã khảo sát đánh giá việc triển khai dự án trồng macca tại huyện Tuần Giáo. Địa phương có diện tích trồng macca lớn nhất của tỉnh Điện Biên với diện tích hiện nay là 1.400 hectare. Qua khảo sát thực tế cho thấy, hầu hết diện tích mắc ca đã trồng từ 3 đến 4 năm đều sinh trưởng và phát triển tốt, nhiều diện tích đang có quả chuẩn bị cho thu hoạch. Thứ trưởng Hà Công Tuấn đánh giá, cây mắc ca rất phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu ở tuần 6. Đồng chí cho rằng, mô hình liên kết các nhà, trong đó những người góp đất trồng mắc ca được coi là chủ thể cùng với sự hỗ trợ của chủ đầu tư là cách làm hiệu quả phù hợp với thực tiễn để hoàn thành mục tiêu trồng 2.000 hectare mắc ca tại địa phương. Cây này thì chúng ta cũng đã du nhập từ nước ngoài về, đã trồng thử nghiệm ở Việt Nam khoảng 20 năm, 26 năm. À, nhưng mà trồng phát triển nó thành cái cây kinh tế thì cũng mới khoảng 5 năm, 5 năm nay. Bộ Nông nghiệp Phát triển Thôn đã công nhận nó là một cây đa mục tiêu trồng trên đất lâm nghiệp và gắn với cái việc là phát triển kinh tế nông thôn nên là nó có cái nếu mà trồng chăm sóc rất là tốt đúng quy trình nhất là cái việc chọn giống tốt giống rau quả tốt ở các cái vùng mà chúng ta đã vừa trồng khảo nghiệm vừa là bắt bước đầu phát triển sản xuất như ở khu vực tây nguyên và tây bắc chúng ta đây chúng ta đang ở cái vườn khoảng ba năm rưỡi bốn tuổi mắc ca này thì nó cho phép đánh giá là cái hiệu quả kinh tế sẽ rất là tốt theo đánh giá của công ty cổ phần mắc Damia Điện biên, mặc dù mới là năm thứ năm, song cây sai quả chất lượng quả tốt, sản lượng ước đạt 10 đến 15 kg quả tươi trên một cây. Dự án đầu tư trồng mắc ca công nghệ cao tại huyện Tuần Giáo có tổng diện tích 2.000 ha, mật độ trồng 280 cây trên 1 ha. Đến nay huyện đã trồng được 1.400 ha, trong đó được trồng chủ yếu tại xã Quài Nưa và xã Quải Cang. Nhìn chung tất đai trên địa bàn các xã vùng dự án tương đối tốt tầng đất dày, thích hợp với nhiều loại cây trồng. Để đảm bảo chất lượng cây trồng, công ty cổ phần Macca Damia Điện Biên đã chọn đơn vị cung cấp giống có kinh nghiệm và uy tín là công ty cổ phần Vina Macca, công ty cổ phần Himla Macca. Đây là các đơn vị đã có kinh nghiệm trong sản xuất cây giống Macca, có cam kết thời gian ra quả và chất lượng của hạt Macca. Tất cả các giống cây Macca, doanh nghiệp trồng đều là giống ghép từ các cây đầu dòng được công nhận, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chủ yếu gồm các giống 816, 849, 788, 800, 695, 741, 344, 842. Đến năm thứ 6 trở đi, diện tích trồng mắc ca trên địa bàn huyện Tuần Giáo sẽ cho thu hoạch sản phẩm đại trà. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm mắc ca tốt, phải thực hiện khâu thu hoạch theo đúng quy định. Công ty đã hướng dẫn kỹ thuật thu hái cho công nhân, người lao động của doanh nghiệp. Trong suốt thời gian thu hoạch mắc ca, cán bộ kỹ thuật sẽ hướng dẫn giám sát thường xuyên, với năng suất bình quân 6 kg hạt trên cây, tương đương 1,7 tấn trên 1 ha, sản lượng mắc ca sấy khô, độ ẩm quy chuẩn 10%, bình quân ước đạt 333,9 tấn trên năm. Sau thời gian có mặt trên đất tuần giáo, cây mắc ca đã dần khẳng định được tính ưu việt hơn so với các loại cây trồng khác. Trên cơ sở đề án phát triển cây mắc ca đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, gắn với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh huyện Tuần Giáo được quy hoạch trồng 2.000 ha cây mắc ca. Từ khi triển khai, dự án đã tạo việc làm cho 1.000 lao động trên năm để tham gia các hoạt động của dự án như trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác mắc ca, với thu nhập từ 3,5 đến 4 triệu đồng trên một tháng, tương ứng từ 42 đến 50 triệu đồng trên một năm. Nhiều người dân đã có thu nhập ổn định. Bên cạnh thu nhập từ công nhân lao động, người dân còn được hưởng lợi từ kết quả của dự án đối với những hộ gia đình có diện tích tất góp cổ phần với công ty theo hình thức chia lợi nhuận với tỷ lệ đã được hợp đồng giữa cá nhân hộ gia đình với công ty. Công ty Macadamia Điện Biên cam kết trong 5 năm đầu khi cây chưa có quả, người dân sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng 1 hecta trên năm và đến khi thu hoạch được hưởng 15% trên giá trị 1 kg quả tươi cây mắc ca đang sinh trưởng và phát triển phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Điều này cho thấy cây mắc ca đã và đang mang lại niềm hy vọng cho người nông dân trên địa bàn trong việc xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững từ loại cây trồng này. Trang cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.